quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Về thủ tục để làm để đủ thủ tục theo quy định của nhà nước và luật lệ quốc tế, thì đề nghị các anh là đại diện cho phía gia đình một người vào hoặc hai người vào kiểm dịch y tế quốc tế để làm đầy đủ thủ tục, sau đó sao lại một bộ gửi lại thủ tục quốc tế để lưu, sau đó thay mặt cho trạm liên hợp xin kính mời các bác các anh chị về vị lãnh đạo địa phương và các sở ban ngành địa phương lên bộ trưởng liên hợp. Đây là thế thế anh nhớ cái này bác anh liên quan đến cháu là người chuyển đến cùng người đã ảnh nhiều cùng với lại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm Giáp Thân cảm ngày 20 tháng 4 năm 2015. Chúng con là bão sông dọc tâm gửi thân đất Bắc, hồn vẫn hướng Nam. Ngày nay nước Việt độc lập hòa bình, cháu con báo hiếu dân chúng đề ơn di rời mộ phần về quê sân dục. Bây giờ di cốt đã tới Lạng Sơn, địa đầu đất Việt. Xin lập bàn thờ, kính dâng lễ mọn, cầu mong chư thần phù hộ cho thể phách tăng tổ chúng con ở chốn tuyên đài được ngài che chở, an lạc tháng ngày, hòa cùng linh khí sông núi nước Nam, hồn thiêng bất tử, cẩn công.
mình sẽ đón tiếp thật là long trọng. Thank you.
cách mạng với tinh thần yêu nước nồng nàn, bất diệt tướng công nghĩa sự Phật, thật xứng sinh vi tướng uy nghi, tử vi thần hiến thách. Tên tuổi của người đã đi vào lịch sử vẻ vang hào hùng của dân tộc. Thời gian biến thiên, vận nước biến đổi, với tinh thần sĩ khí nhà chiến sĩ yêu nước cùng nghĩa quân mãi tận, người chủ tướng lãnh đạo suốt 10 năm cầm quân chống giặc ngoại xâm, vì nước quên ân là thất giặc nhiều trận khắc nghiệt bát đảo. Tuy cuộc khởi nghĩa của cụ không thành công giành ngày toàn thắng, song tinh thần sáng ngời độc lập tự do yêu nước yêu quê hương, cụ tiếp sức cho nhiều thế hệ trẻ Việt Nam một lòng một dạ trung thành với đảng với tổ quốc với dân tộc. Danh thơ nhìn của cụ không những được đảng nhà nước xây dựng nhà bia tưởng niệm, hôm nay tiếp tục được sự quan tâm của trung ương, tỉnh, huyện, xã cùng dòng họ di rời hải cốt cụ về an táng tại quê nhà. Đây là một vinh dự tôn vinh cho cả dòng họ và địa phương xã Xuân Dục. Thay mặt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Xuân Dục có hương hoa đến kính viếng và tỏ lòng vô cùng biết ơn tướng công Nguyễn Thượng Phật. Xin kính chúc đảng bộ, cho ủy ban nhân dân, cán bộ, quân dân chính đảng xã Xuân Dục kính thưa cho quý vị đại diện cho bà con nhân dân xã Xuân Dục kính viếng tăng bộ khảo chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Cô quan, cô quan,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo huyện, đại diện cho lãnh đạo địa phương cùng toàn thể dòng họ và nhân dân địa phương đã có mặt để làm lễ an táng tướng công Nguyễn Thị Thuật. Thay mặt cho đoàn được cử đi tham gia di rời phần mộ Nguyễn Thị Thuật, tôi xin báo cáo tóm tắt quá trình phần việc của đoàn làm việc tại thành phố Nam Ninh. Ngày 24 được sự nhất trí của thường trực tỉnh ủy giao cho Sở Văn hóa Thông tin hướng dẫn dòng họ thành lập một và tại cái phần mộ chôn ở phía bắc thành phố Nam Ninh, trên tấm bia có ghi rõ Nguyễn Thiện Thuật chi mộ và dòng giữa là Việt Nam chống Pháp danh tướng canh gọi trùng tu Hoàng Văn Hoàn. Sau đó và sau khi mà đào cái phần mưu luyện lên thì khoảng 20 phân là đã phát độ phần hài cốt. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, kính thưa các đồng chí, thay mặt cho lãnh đạo huyện Mỹ Hào, thưa các đồng chí đại diện cho các dân tộc, lãnh đạo các dân tộc cùng toàn thể các bác, các cô, các bà trong đồng bào dân đào cùng toàn thể nhân dân, thưa các vị khách quý, chúng tôi xin thay mặt cho Sở Văn hóa Thông tin và Ban Tổ chức báo cáo điều sự sự nghiệp của tướng công Nguyễn Thị Thuật. Thưa toàn thể các vị, thưa các cụ, các bà, các anh chị và các em thân mến, theo tập quán của người Việt Nam ta, vào dịp Tết đến xuân về là người đi xa lại trở về quê hương đoàn tụ với gia đình, họ tộc, hàng xóm. Chỉ còn ít ngày nữa là Tết Đất Dậu. Hôm nay chúng ta có mặt đông đủ ở đây để đón di hài cùng anh linh của tướng công Nguyễn Thị Thuật, lãnh tụ kiệt xuất của phong trào khởi nghĩa Bãi Sảy, người anh hùng dân tộc, người con của quê hương từ một nơi xa hàng ngàn dặm trở về. Cảnh tượng này thật là vô cùng vui mừng và cảm động. Xin thưa, theo gia phả họ Nguyễn Xuân Đào thì Nguyễn Thị Thuật vốn dòng họ Nguyễn Trãi, tổ tiên ông từ Thăng Long rời đến vùng Xuân Dục Mỹ Hà, hồi đó gọi là huyện Đường Hàm. Ông sinh năm 1844. Bình sinh Nguyễn Thị Thuật là một người giàu hiếu khí, văn võ song toàn. Ông ra làm quan vào thời kỳ thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn yếu hèn, phải mấy lần nhượng bộ ký hòa ước đặt nước ta dưới quyền bảo hộ của chúng. Ông từng giữ các chức ban biện phủ Kinh Môn năm 1876, tri phủ huyện Từ Sơn 1877, hương hóa sơn phòng chánh sứ kiêm tán cương quân sứ Sơn Tây 1881, rồi tổng đốc Hải Yên thuộc vùng Hải Phòng Quảng Ninh hiện nay. Là người theo đường nho học, tôn thờ nghĩa trung quân ái quốc, nhưng Nguyễn Thị Thuật đã đặt sơn hà xã tắc lên trên hết, thể hiện một tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu kiên cường bất khuất hiếm có. Thực dân Pháp đưa tàu đồng đại bác ra đánh chiếm Bắc Kỳ, các sĩ phu thân sĩ nổi lên chống trả, vua Tự Đức khiếp nhược lệnh cho các nghĩa binh phải chiến binh, song Nguyễn Thị Thuật không tuân theo, ông bỏ quan về vùng Đông Triều, chiêu mộ nghĩa sĩ liên minh với tướng Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc là người Trung Hoa chống Pháp.
nghĩa quân bị khủng bố, ông tạm lánh sang vùng Long Châu Trung Quốc. Để củng cố lực lượng, năm 1885, vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương, ông từ Trung Quốc về nước tiếp chiếu, được vua phong là Bắc Kỳ Hiệp Thống Quân Vụ Đại Thần, kết nối các lực lượng nghĩa binh ở vùng đồng bằng và trung du, vùng duyên hải miền Bắc để kháng chiến. Thực dân Pháp thời kỳ này đã đánh chiếm được Hà Nội và các thành phố tỉnh lỵ, song những vùng nông thôn miền núi rộng lớn đang dâng lên phong trào Cần Vương đầy nghĩa khí. Tại căn cứ Máy Dày ở vùng Bắc Châu ngày nay, Đinh Gia Quế đã dựng hào lũy chiêu tập nghĩa binh, đánh thắng quân Pháp và tay sai nhiều trận. Như lịch sử đã ghi, vào triều Nguyễn, Đê Văn Giang của Hưng Yên chúng ta từng 18 năm vỡ đê, trong đó thời Tự Đức vỡ đê 12 năm liền. Đê vỡ ngập lụt khiến đồng ruộng nhiều nơi trở thành hoang vu, lau sẻ un tùm, không phải là nơi ẩn náu lợi hại của nghĩa quân. Khi Đinh Gia Quế ốm bệnh qua đời, Nguyễn Thiện Thuật đã tiếp nhận quyền chỉ huy nghĩa quân Máy Dày và thống nhất lực lượng khởi nghĩa ở các vùng. Lực lượng của Vương Quang Huy ở vùng Bắc Ninh và mặt Bắc Hưng Yên thường gọi là Tán Bắc. Lực lượng của Nguyễn Hữu Đức ở mặt Nam Hưng Yên và Thái Bình thường gọi là Tán Nam. Rồi Đốc Tiết ở vùng Hải Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tạ Hiện ở Nam Định. Rồi Lưu Kỳ là một tướng người Hoa ở vùng Bắc Giang, Đông Triều. Tất cả cùng một lòng chiến đấu dưới cờ đại nghĩa Máy Dày do Bắc Kỳ Hiệp Thống Quân Vụ Đại Thần Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo. Nghĩa quân đã dựa vào dân, lấy lũy tre rừng lau sậy làm căn cứ, tự túc lương thực vũ khí, liên kết với lực lượng người Hoa chống Pháp ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc, cướp súng đạn đánh giặc. Nghĩa quân đã hai lần tiến đánh thành phố Hải Dương, liên tục tập kích các vườn quốc, đánh chặn địch càn quét, làm cho quân Pháp và tay sai Hoàng Cao Khải thiệt hại nặng nề, thất điên bát đảo. Chúng nó phải lập ra đơn vị hành chính mới là đảo Máy Dày để tập trung bao vây củng cố đàn áp phong trào khởi nghĩa. Tinh thần chiến đấu ngoan cường, tài thao lược, khí tiết của Nguyễn Thiện Thuật không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho quân dân thời ấy trong hoàn cảnh phải lấy yếu lấy mạnh.
Chuẩn bị thay mặt cho
toàn thể nhân dân và dòng họ hướng công Nguyễn Thiện Thuật đã đến giờ làm lễ an táng tướng công Nguyễn Thiện Thuật. Tôi xin trân trọng và giới thiệu các sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo huyện, đại diện cho lãnh đạo địa phương cùng toàn thể dòng họ và nhân dân địa phương đã có mặt để làm lễ an táng tướng công Nguyễn Thiện Thuật. Một tổ công tác sang thành phố Nam Ninh để di rời phần mộ tướng công Nguyễn Thiện Thuật về quê hương, gồm có đồng chí Phạm Trung Hiếu, giám đốc bảo tàng làm trưởng đoàn, cùng hai hậu vệ của danh nhân Nguyễn Thiện Thuật là ông Nguyễn Tất Ý và ông Nguyễn Tất Nghiệp. Ngày 24/1/2005, đoàn khởi hành 7:30 từ thị xã Hưng Yên tới thành phố Nam Ninh là 18:30. Ngày 25/5/1/2005, đoàn làm việc với tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Nam Ninh và được sự giúp đỡ của tổng lãnh sự quán, đoàn đã làm việc với ban quản lý nghĩa trang. Và sau khi đoàn đến làm việc với cả tổng lãnh sự quán cùng tổng lãnh sự quán xuống ban quản lý nghĩa trang thành phố Nam Ninh, và chúng tôi làm việc với cả ban quản lý nghĩa trang thành phố Nam Ninh lên xác nhận lại phần mộ lần nữa của tướng công Nguyễn Thiện Thuật, và ban quản lý đã cử ông trưởng phòng cùng đoàn và cùng lãnh sự quán lên kiểm chôn ở phía bắc thành phố Nam Ninh. Trên tấm bia có ghi rõ Nguyễn Thiện Thuật chi mộ và rằng giữa ở Việt Nam chống Pháp danh tướng cai ngọ trùng tu hoàng văn hằng. Sau đó đoàn về và thống nhất kết thúc làm việc. Ngày 26/1, đoàn gồm có lãnh sự quán cùng ban quản lý nghĩa trang lên chính thức là đào phần mộ của Nguyễn Thiện Thuật. Phần mộ của Nguyễn Thiện Thuật dài khoảng 2 mét và có một tấm bia đá hoa cương. Và sau khi mà đào cái phần mũi viện lên thì khoảng 20 phân là đã phát lộ phần hài cốt, phần kiểu của cụ Nguyễn Thiện Thuật. Và sau khi đưa phần kiểu của Nguyễn Thiện Thuật lên, chúng tôi làm đầy đủ thủ tục theo phong tục Việt Nam. Và ở phía dưới kiểu thì có tấm bia. Tấm bia được ghi rất rõ là dân quốc thập bát niên tháng 2 ngày 28. Và rằng giữa ghi rõ là việc cách cố tướng quân Nguyễn Thiện Thuật chi mộ. Và cái bia này là do hai người dòng họ Nguyễn Hoàng và Nguyễn Huy Chiếu là công lập. Sự xác nhận của ban quản lý nghĩa trang và dòng họ đã khẳng định đây là phần mộ của Nguyễn Thiện Thuật. Và sau khi làm việc đầy đủ các thủ tục, chúng tôi đã được ban quản lý nghĩa trang bàn giao lại cái phần hòn kém, trong khi mà đã được qua đủ mọi thủ tục và đã được nhà nước Trung Quốc cho phép là bây giờ qua biên giới về địa phương. Thì tổng lãnh sự quán đã có công hàm với hai bên biên giới và đã được tiếp nhận bên họ, bên đại diện Trung Quốc cùng với cả đoàn của tỉnh và ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận tại công ty Hoa Châu Công. Và hiện nay phần hài cốt cùng Nguyễn Thiện Thuật đã được an táng tại hội trường ủy ban nhân dân và tại quê hương của ông. Chúng tôi xin thay mặt cơ sở báo cáo thông tin và ban tổ chức báo cáo sự việc. Ông từng giữ các chức ban huyện phủ Kinh Môn năm 1876, tri phủ huyện Từ Sơn 1877, Ngưu Hóa sơn phòng chánh sứ kiêm tám tương quân sứ Sơn Tây 1881, rồi tổng đốc Hải Yên thuộc vùng Hải Phòng Quảng Ninh hiện nay. Là người theo đường nho họ, tôn thờ nghĩa trung quân ái quốc, nhưng Nguyễn Thiện Thuật
đã đặt Sơn Hà xã Tắc lên trên hết, thể hiện một tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, hiến máu. Thực dân Pháp đưa tàu đồng Đại Bắc ra đánh chiếm Bắc Kỳ, các sĩ phu thân sĩ nổi lên chống trả, vua Tử Đức khiếp nhượng, lệnh cho các nghĩa binh phải chiến binh. Sau Nguyễn Thiện Thuật không tuân theo, ông bỏ quan về Đồng Dương Triều. Siêu Mộc Nghĩa Sĩ liên minh với tướng Cờ Đen Lương Vĩnh Phúc là người tung hoa tương phạm, là Bắc Kỳ hệ thống quân vụ đại thần kết nối với lực lượng nghĩa binh ở vùng đồng bằng và trung du vùng duyên hải miền Bắc để kháng chiến. Đảng bộ nhân dân huyện Mỹ Hào, Sở Văn hóa Thông tin xã Xuân Dục và thân nhân tứ công Nguyễn Thiện Thuật tổ chức trọng thể lễ an táng tứ công tại quê nhà xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào. Xin được thay mặt ban tổ chức lễ an táng tứ công Nguyễn Thiện Thuật trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các địa phương của tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Ninh, các huyện của tỉnh Hưng Yên, có khởi nghĩa Bắc Sài, người làng Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, là người văn võ song toàn, nghĩa khí và có tài thao lược. Trong mỗi chúng ta một tinh thần yêu nước bất diệt, một khí phách hào hùng của quê hương, đất nước và dân tộc ta, quyết tâm chống lại ách đô hộ của đảng ngoại xâm, mà ở Nguyễn Thiện Thuật là một biểu tượng cao đẹp, đáp ứng sự mong mỏi nhiều năm của thân nhân, dòng họ của nhân dân ở quê nhà đã được xây dựng và hoàn thành vào năm 2003. Hôm nay, hài quốc của chỗ đó luôn là sống dậy tinh thần của khởi nghĩa Bác Sài, mà tứ công là thủ lĩnh. Hơn 100 năm, bao sự vật đã đổi thay, quê hương Xuân Dục, Mỹ Hào cũng từng ngày thay ra đổi thịt. Từ cảnh sống mất nước, lầm than dưới ách đô hộ của thực dân phong kiến, đến hôm nay, cuộc sống chưa hẳn đủ đầy, nhưng những cố gắng, những thành quả của quê nhà đã đạt được thật là lớn lao. Thank you.
con con
Chớ làm ngon
sang bên quanh Mỹ, sang bên kia. Tôi xin phép được đại diện dòng họ xin có lời cảm ơn các quý bà đội tế chùa Sùng Bảo đã tận tâm tế lễ giúp góp vui cho ngày chúng tôi rước tổ về quê. Tôi không biết nói gì hơn, xin đa tạ cảm ơn các quý bà và xin kính mời các quý bà sau đây về quê với dòng họ chúng tôi tưởng thương thân mật. Xin cảm ơn.